Xin kính chào các bạn học sinh, chào mừng các bạn đã đến với kênh học toán. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn đang ôn thi vào trường chuyên ôn thi vào lớp 10, học sinh giỏi. Một bài toán khá thú vị về bắt đẳng thức như sau. Đó là cho ABC dương chứng minh rằng 1 trên A lập cộng B lập cộng ABC, các phân số còn lại. Tương tự như vậy, nhỏ bằng 1 trên ABC. Thế đối bắt đẳng thức này thì chúng ta đánh giá đại diện. Đầu tiên các em nhớ bắt đẳng thức cơ bản này. A lập cộng B lập này thì sẽ lớn bằng AB A cộng B. Đấy. Rồi từ đây ta kéo theo cái phân số này. 1 trên A lập cộng B lập cộng ABC thì sẽ nhỏ bằng 1 trên ở đây AB A cộng B cộng với ABC. Thì có cái ABC này thì đặt ABC làm nhân tử chung này. Là 1 trên ABC làm nhân tử chung. Thì ở đây sẽ là gì? Đây là đặt ABC thì đây là AB cộng C. Đây là 1 trên đấy. B A cộng B trên C cộng 1. Rồi cái này sẽ bằng 1 trên ABC C trên A cộng B cộng C. Còn các cái phân số còn lại thì tương tự như vậy. Cái phân số này ta sẽ có là gì? 1 trên B cộng C B lập cộng C lập cộng ABC thì sẽ bén bằng gì? 1 trên ABC. Đấy thiếu C thì để lên C đấy. Đấy thiếu A thì đây phải là A. Trên A cộng B cộng C. Yeah. Tương tự như vậy, 1 trên phân số tiếp theo. C lập cộng A lập cộng ABC bén bằng 1 trên ABC cộng với đấy thiếu B thì đó là B trên A cộng B cộng C. Đấy. Bây giờ các bạn cộng các bất đẳng thức cùng chiều lại thì đặt 1 trên ABC làm nhân tử chung. Thì đây là C trên tổng này, A trên tổng, B trên tổng với cái tổng này cộng lại thì bằng 1. Đấy. Vậy từ đấy cộng lại thì sẽ có suy ra là vệ trải nhỏ bằng 1 trên ABC bằng vệ phải. Đấy, tức là ta đã có chứng minh. Điều phải chứng minh. Và dấu băng xảy ra khi nào? Dấu băng xảy ra khi các cái đánh giá trên này xảy ra dấu băng. Đấy. Tức là gì? Dấu băng xảy ra khi và chỉ khi A bằng B bằng C. Đây là một cái bắt đẳng thức rất đẹp dùng vào ôn thi vào lớp 10, ôn thi trường chuyên, bồi dưỡng học sinh giỏi. Cái hướng tư duy nó rất rõ nét, đó là chứng minh bằng phương pháp đánh giá đại diện. Đấy. Và sử dụng cái bắt đẳng thức cơ bản này. Bắt đẳng thức này các em thử đặt trên nhãn ra chứng minh nó như thế nào. Bạn đến với kênh của thầy là học thật sự nhé, còn đến chơi cho vui thì không có giá trị gì cả. Các bạn phải đặt trên nhãn ra, phải xem hết video, xem đi xem lại nhiều lần, rồi phải đặt trên nhãn ra xem thử làm có được hay không thì mới hiệu quả. Còn nếu không thì các bạn không có hiệu quả gì đâu. Xem vlog thì có hiệu quả các bạn nhé. Nhớ rằng là cái phương pháp học như vậy. Cuối cùng chúc các bạn sức khỏe, hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất.